100 cảnh sát truy bắt nghi phạm đoạt mạng bố. Sau khi đoạt mạng bố, Nguyễn Văn Minh ở Quảng Bình lẩn trốn vào rừng. Lực lượng chức năng đã huy động 100 cảnh sát truy tìm nghi phạm giết người. Ngày 27 tháng 2, Công an tỉnh Quảng Bình đang truy bắt Nguyễn Văn Minh, 33 tuổi, trú xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy. Anh ta là nghi phạm đã dùng rượu tấn công, đoạt mạng ông NXD, 67 tuổi, bố Minh. Theo cơ quan chức năng, tối ngày 26 tháng 2, tại nhà riêng ở thôn Lại Xá, xã Sơn Thủy, Minh xảy ra mâu thuẫn với ông D trong lúc giằng co, xô xát. Nghi phạm đã dùng rượu tấn công, gây thương tích cho bố mình. Gây án xong, Minh rời hiện trường, lẩn trốn vào rừng. Riêng nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu song do vết thương nặng đã tử vong sau đó. Từ tin trình báo, Công an tỉnh Quảng Bình đã huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ truy bắt nghi phạm. Đến tối ngày 27 tháng 2, tung tích Minh chưa được phát hiện. Lúc sự việc được người nhà báo lên thì nạn nhân đã tử vong. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm và truy tìm kẻ gây án, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thủy thông tin.